Nam Vương chân đất danh chiếu linh sải bước tại New York cu chờ Fashion Week. Mr. Global danh chiếu linh nhận được lời mời từ nhà thiết kế tài danh Andres Aquino để trình diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang hốt cu chờ hướng tới giới thượng lưu, tổ chức tại Mỹ. Mr. Global 2021, Nam Vương Toàn Cầu, danh chiếu linh vừa có buổi trình diễn cho nhà thiết kế lừng danh Andres Aquino đến từ Dominican Republic, trong khuôn khổ New York Culture Fashion Week. Đáng chú ý, chiếu linh là mẫu nam châu Á duy nhất được mời tham gia các buổi trình diễn của Andres Aquino. Cùng với đại diện Việt Nam là người mẫu nổi danh Silongo đại diện cho châu Phi và nam diễn viên Gael Delvavici đại diện cho châu Mỹ. Sau diễn, Magican Muser quy tụ 60 người mẫu nổi tiếng khắp thế giới hội tụ trên sàn diễn thời trang hướng đến giới thượng lưu tại Mỹ và các nước trên thế giới. Danh chiếu linh thể hiện bộ trang phục mang hơi hướng quý tộc, đại diện cho hình ảnh quyến rũ của một quý tộc trẻ châu Á. Trong bối cảnh sân khấu cổ kính, các thiết kế của Andres Aquino gợi lên hình ảnh các quý cô, tiểu thư đại cát. Nam Vương chiếu linh chia sẻ, khi nhận được lời mời từ nhà thiết kế Andres Aquino, anh đã rất hồi hộp và lo lắng vì lần đầu trình diễn trên sân khấu thời trang quốc tế. Hơn nữa, đây lại là tuần lễ thời trang hốt cu chờ, thời trang cao cấp, hướng tới giới thượng lưu. Có nhiều người mẫu hàng đầu, nên đôi lúc anh cũng hơi run. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Mỹ, chiếu linh nhanh chóng lấy lại tự tin khi được sự hướng dẫn tận tình từ chính nhà thiết kế Andres Aquino cùng cách làm việc chuyên nghiệp và thân thiện của các người mẫu chung sàn diễn. Đặc biệt, chiếu linh cho biết không chỉ trình diễn tại New York Culture Fashion Week, anh còn được mời tham gia hai buổi chụp hình bìa tạp chí cùng siêu mẫu 93 tuổi lừng danh thế giới Carmen Del Offofit và Hoa hậu Hoàng Vũ 2023 Senis Palacio. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp gỡ siêu mẫu 93 tuổi Carmen Del Offofit, người hiện đang là siêu mẫu cao tuổi nhất thế giới. Nhưng có năng lượng làm việc của một phụ nữ năng động 39 tuổi, chiếu linh chia sẻ. Nam Vương cho hay anh vẫn thường theo dõi hình ảnh của bà Carmen Del Offofit trên truyền thông và vô cùng ngưỡng mộ phong thái của bà qua các bộ ảnh thời trang. Chiếu linh đã không tưởng tượng được bà đã 93 tuổi mà vẫn thường xuyên đi chụp hình, trình diễn thời trang với sự năng động, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp đến mức người trẻ còn thua xa như vậy. Ở hậu trường buổi chụp hình, danh chiếu linh đã có bức ảnh chụp chung vô cùng đáng yêu với siêu mẫu Carmen Del Offofit. Bà Carmen Del Offofit rất thân thiện, dễ mến, rất đáng ngưỡng mộ và học hỏi, danh chiếu linh nói. Danh chiếu linh tiết lộ sắp tới anh sẽ có bộ ảnh đầy ấn tượng với Hoa hậu Hoàng Vũ 2023 Senis Palacio được chụp tại Mỹ. Senis Palacio 23 tuổi, người Nicaragua, đã vượt qua 83 thí sinh để giành vương miện Miss Universe 2023. Senis Palacio được người hâm mộ sắc đẹp yêu mến bởi sự kiên cường và nỗ lực không ngừng vươn lên từ một cô bé nghèo. Gặp gỡ và làm việc cùng đương kim Miss Universe, danh chiếu linh ấn tượng bởi hoa hậu không chỉ rất đẹp mà còn hòa nhã, dễ mến. Biết danh chiếu linh đến từ Việt Nam, Senis Palacio bày tỏ có dịp sẽ tới Việt Nam tham quan. Chiếu linh bày tỏ, tôi đã có những ngày thật tuyệt vời tại New York Culture Fashion Week 2024. Làm việc cùng những siêu mẫu hàng đầu thế giới chỉ trong một thời gian ngắn nhưng tôi đã học hỏi được rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi mong có nhiều người mẫu Việt Nam sẽ được tham gia trên những sàn diễn thời trang thế giới như vậy, đó là niềm tự hào của người mẫu Việt khi được sánh bước cùng những người mẫu danh tiếng thế giới. Nam Vương cũng chia sẻ rất mừng khi biết ban tổ chức New York Culture Fashion Week đã ưu ái cuộc thi Mr. Việt Nam 2024 đang tổ chức bằng việc thí sinh đạt giải phụ Runway Star, ngôi sao sàn diễn, cùng top 5 Mr. Việt Nam sẽ nhận ngay thư mời tham gia trình diễn tại tuần lễ thời trang đẳng cấp này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.